Quý vị và các bạn thân mến, liên quan đến việc xây dựng dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến góp ý về việc giảm độ tuổi nghỉ hưu, song cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo luật bảo hiểm xã hội, nội dung tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu nhận được nhiều ý kiến góp ý có cơ quan đề nghị quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định. Trước các ý kiến đề xuất này, cơ quan chủ trì đề nghị được giữ như dự thảo. Lý giải về điều này, cơ quan soạn thảo cho biết, chế độ hưu trí hay còn được gọi là chế độ bảo hiểm tuổi già là một trong các chế độ của chính sách bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo nguồn thu nhập hàng tháng cho người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu.